Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra quyết định cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga, giá vàng thế giới đã xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, lên đến 2.078 đô la Mỹ một ounce, vượt mức đỉnh lịch sử vào tháng 8 năm 2020. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC trong nước sáng 9 tháng 3 năm 2022 tăng 900.000 đồng mỗi lượng. Giá mua vàng tại Exim Bank lên 71,5 triệu đồng một lượng, chiều bán ra lên 73 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 16,3 triệu đồng một lượng thay vì 17 triệu đồng một lượng trước đó. Giá vàng trong nước biến động khá chậm trong những ngày gần đây và có xu hướng đi ngược chiều so với thế giới. Các đơn vị kinh doanh vàng trong nước tỏ ra chần chừ trong việc đưa ra giá đầu ngày khi kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng vọt trong đêm 8 tháng 3, phá vỡ mức kỷ lục trong lịch sử. Trong phiên giao dịch Mỹ đêm 8 tháng 3, kim loại quý đã có phiên biến động khá mạnh trong biên độ gần 100 đô la Mỹ một ounce, lên mức cao kỷ lục 2.078 đô la Mỹ một ounce. Lực bán chốt lời của các nhà đầu tư khiến vàng lùi lại sau khi phá vỡ mức kỷ lục lịch sử đạt được vào tháng 8 năm 2020. Giới phân tích giải thích cho việc giá vàng thế giới tăng giá mạnh là do Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giới phân tích cho rằng quyết định của Mỹ sẽ làm tăng tác động của chiến dịch quân sự đối với kinh tế toàn cầu sau khi thế giới đã phải trải qua việc thiếu hụt nguồn cung và giá cả leo thang do tác động của đại dịch COVID-19. Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Chỉ số CPI tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Giêng. Mức lạm phát có thể sẽ tiếp tục cao hơn do giá cả dầu và thực phẩm đều tăng.